OK, xin chào mọi người. Hôm nay thì à, vị ký chú cũng gặp lại Hoa hậu Kim Trang để có một cái chủ đề về người Việt cộng đồng ở đây, những cái tin tức à, mới nhất ở cộng đồng mà ảnh hưởng đến uh, cái vấn đề về chính trị xã hội ở bên uh, cộng đồng ở Bolsa. rồi sao người đẹp đi đâu vậy? À? Uhm. Như mọi người đã biết là cái vụ lùm xùm giữa bà Kim Kim Billy Hồ và ông Chí Tạ mà bà Kim Hồ đã tố việc bắt đất công viên của ông Chí Tạ thì có việc là cái giá nó không có đúng với cái giá thực tế của công viên đó là cái giá của công viên đó ở thời điểm đó thì nó định giá là 300.000 Mỹ Kim nhưng mà bán gì có giá là 100.000 Mỹ Kim rồi sau này sau sau cái tuần trước thì có một cái cái live uh, họp báo họp uh, qua zoom của trong uh, uh, thành phố Manchester thì có việc là bà Jimiro bả uh, trong lúc đang live thì bả chửi thẳng mặt ông uh, phó thị trưởng là ông Charlie Chí Nguyễn là uh, mày là thằng hàng mày ơi rồi ông ông Charlie Chí Nguyễn lại nói lại là du hàng trang uh, <laughs> có nghe có không có Trang uh. nghe chân có nghe là khi mà cái ngày đó là ngày 27 tháng 10 rồi. Là Kimberly hồ và tất cả hai nghị viên Là đã tất cả năm người đã bàn với nhau Để mà về cái vấn đề mà gọi là Rời văn phòng của office của thị trường trí tạ Đi qua một cái nơi khác Thì trong khi mà đang thảo luận với nhau Thì là nghị viên trí à, Chí đó trí Chí Nguy, Chí, Chí nguyễn trí nguyễn là mê, phó phó thị trường phó thị trường của của trí tạ thì khi mà thị trường trí tạ nói về vấn đề gia đình chị đấy ăn thì đa số là nó cũng là đúng tại vì cái đó gọi là vì cộng đồng mà chúng ta cũng có thể là tại sao mà có vấn đề cộng sản tại sao mà có vấn đề mà gọi là um, hồi đó ở Việt Nam có cái dạ... ở Việt Nam hay là có cái thời trước khi mà cộng sản hay là những cái 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 người ta lên nắm quyền người ta hay cho con cháu này kia đi vô cùng làm việc để mà Thật có có có, có, có đủ pha, đủ cắn thì nếu mà ở trong một cái nước văn minh tự do nó khó lắm nó dễ nó cũng có thể là người này, người kia đề cử Nhưng mà cái vấn đề nó không có cái vụ mà là phe phái với nhau Nhưng mà thì cái đề cử ra mà gọi là gia đình trị Thì cũng được nên đề ra Tại vì để phòng hờ chuyện gì sẽ xảy ra Khi có cái sự cấu kết phe phái và tham nhũng Thì bắt đầu, người ta đâu có nói về trước Thì người ta sẽ muốn ra cái luật đó Để chống lại những cái gì trong tương lai nó sẽ xảy ra thì nghị viên trí nguyễn thì chỉ nói một câu là hồi xưa là có vốt cho một cũng có vốt cho một người về cái vấn đề mà gọi là uh, bầu cử thì bây giờ mình có thể rút lại được không cái vấn đề đó nó rất là bình thường đâu có nói thẳng tên về uh, con cái của nghị viên Kimberly đâu ừ. đúng không không có nói gì hết trơn thì mình nói mình đã là một nghị viên nói đến bố mình ông nội mình mình cũng không có nên mất bình tĩnh đúng không là bởi vì mình là một nghị viên mà nghị viên để làm gì nghị viên để mà mang lại sự bình tĩnh mình có bình tĩnh thì mình mới trị chị dân mình mới mang lại cái điều tốt đẹp chứ đi ra ngoài mình vừa đi ra ngoài người ta chửi mình là cái con này cái con kia mình nóng lên là mình chửi mình không có bị cao sở được nếu mà bị cao sở thì mình bước xuống đi mình là người dân thường đi mình đừng có lên là một nghị sĩ mình là dân thường nè mình có thể mình nói tất cả những nghị sĩ hay là thị trưởng Bởi vì mình có tiếng nói trên một đất nước tự do này Chúng ta phải có tiếng nói Đúng không? Thì nghị viên Kim il hồ lại nói cái từ gì? Mày hèn Thằng hèn Mày là thằng hèn Mà lập đi lập lại rất là gì? Rất là nhiều lần Mà lại nói bằng tiếng Việt Thì dĩ nhiên Nghị dĩ nhiên là nghệ sĩ Charlie Trí mạnh nguyễn không biết làm gì hết thì cũng chỉ nói một câu You hèn thu chả lẽ ngồi không cho người ta cứ thế chửi mình để mà không ngưng sao đúng không thì cái câu mà Kimberly nói mày hèn mày là thằng hèn thì trang nghĩ rằng là cái đó là không có đủ tư cách là một nghị viên khi mình ngồi trên ghế mà ghế họp hội đồng của tất cả những người đang ở trong Zoom mà chắc chắn là hình ảnh TV lên nó sẽ làm xấu rất là nhiều hình ảnh của của một nghị viên nhất là người phụ nữ Việt Nam nữa và cái câu này Trang có cảm tưởng giống như là cố tình nói bằng tiếng Việt để cho người ta hiểu tiếng Việt chứ không phải là vô tình nữa là bởi vì sao bởi vì mình có thể nói bằng tiếng Mỹ nếu mình bực chứ không thể nào tự dưng mình phát ra một cái câu tiếng Việt nguyên văn rồi mình nói rằng là người ta tấn công con của mình trang không thấy có một cái gì mà tấn công con của 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 chị Kimberly trong đây cả trang cũng là bạn với Kimberly nhá thành ừ. ra là trang thấy Kimberly chị Kimberly đi hồ là bây giờ là đang làm những cái chuyện mà trang rất là cảm thấy bất mãn bất mãn lôi kéo gương xấu và làm lên những cái mang lại cái personal của mình ra cái tôi của mình ra để chặn đứng tất cả những cái gì mà nó đang đi tốt đẹp cho cái cộng đồng Việt Nam mình ở Westminster và cho tất cả những cũng như tất cả những người hải ngoại nhưng mà Kim Trang có thấy là có chắc phải có một cái cái, cái sự cái sự gì tác động ảnh hưởng tâm lý của cô Camille Hồ thì cô mới 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 mới, mới mới một quả báo như vậy cũng mới nói chứ. Đó, Cuộc phải... đời của mình có tất cả tác động cái gì mình cũng phải có cái sự bình tĩnh. Mình cũng phải có một cái sự mà gọi là à, phải trên cơ là bởi vì sao? Mình là nghị viên mà, mình không thể nào mình nói bậy nói bạ, nói một cách giống như là trang thấy à, nghị viên Tài Đỗ nói rất đúng, nói là lời nói đường phố, lời nói kiểu dân lưu manh, ừ. thấy không? Nghị viên Tài Đỗ là một người cũng rất là cứng cỏi mà còn không chịu được cái lời nói này cái câu hèn nó đã nặng rồi mà lại thêm chứ mày Xong lại còn là thằng thì nó rất là tệ mà gọi là tệ tệ vô cùng những cái việc làm mà của Kimberly từ đó đến giờ Kim Trang cũng cảm thấy không có sự Trang Trang không có đồng ý tí nào tại vì chúng ta là một trang đại diện là một công dân của người Mỹ người Việt hải ngoại ở Mỹ chúng ta là công dân chúng ta cũng có quyền có tiếng nói đúng không bởi vì trên một nước tự do thì tiếng nói của mình nó sẽ vẫn còn có hiệu lực còn nếu mà trên một nước mà cộng sản cai trị á mình nói làm sao mà nói được đá động tới dân tới đảng là bị sao là bị bắt hay là bị gì liền thành ra nếu mà chúng ta đang ở trên một đất nước mà gọi là tự do mang lại dân chủ cho mình thì chúng ta phải nói tất cả những gì mà chúng ta cảm thấy bất mãn và cảm thấy không chấp nhận được phải nói ra sự thật về vấn đề nghị viên kimberly hồ kỳ này đã làm cho tất cả không những riêng bản thân trang thôi mà làm cho rất là nhiều người đang rất là thất vọng một nghị viên việt nam đã ở đang đang làm và có cái sự mà là nghiêng ngã theo chiều hiểu không đi qua bên này làm việc không được thì chạy qua bên này thì lại tố tụng thì lại nói những cái điều mà gọi là không đúng về bên kia. Là bởi vì sao? Là bởi vì uh, có cái sự gọi là cái tôi nó cao á, cái tự ái nó cao giống như về cái uh, cái uh, cái tự đài đó anh. Ừ. Anh có biết cái 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 cái, cái tự đài không? Biết. Tái thì à, cái ừ. vụ vụ đó mà gây mâu thuận giữa bà Kim Mị Hồ rồi với ông thị trưởng Chí Tạ và ông ông phó thị trưởng chắc chính ý, xác chính đó. là bởi vì cái ủy ban xây dựng người ta đã thành lập rồi đúng không người ta đã có thành lập rồi và đã có tất cả các số tiền của mặt thượng quân hai trăm mấy chục ngàn gửi tới đã cho phép được xây rồi thì làm sao thì chúng ta chỉ việc cho tiến hành thôi mình cho tiến hành thôi Nó đâu có mất mát gì đâu Chỉ vì không mời Chỉ vì nói ra là quân nhân này Quân nhân kia người ta không đồng ý Một cái chuyện nó rất là nhỏ Mình có thể bỏ qua được Tại vì tâm huyết của bao nhiêu người Mà gọi là Việt Nam Cộng Hòa Ba Trang cũng hồi xưa anh hồi xưa là việt nam cộng hòa cũng rất muốn cho cái tượng đó được xây lên ở westminster tại vì hay đi xuống mình được nhìn thấy rồi mình có một cái kỷ niệm nhưng mà cứ nhất định một hai nặng nặng rồi nói là về những quân nhân kia là không có muốn cho làm rồi phải ngưng lại rồi làm đủ trò hết rồi lại rồi lại nhất định là phải hoãn hoãn gọi là hoãn có nghĩa là cái vấn đề là không có hỏi chứ hỏi tất cả những những người trong cộng đồng có nghĩa là trong chỉ là một một nhóm người đó thôi chính không, xác đúng không? Cho dù nếu mà có một nhóm người đó thôi đi chăng nữa thì trang thấy rằng là nó cũng không cần thiết mà mình nhất định mình có thể mình đứng ra mình xoa dịu cái tượng này nó rất là khó lắm nó rất là À, người ta đã ủng hộ hết rồi bây giờ đã cho phép rồi đã đào móng đã đặt rồi thì bây giờ mình bỏ qua rồi mình phải xây lên chính mình là một nghị viên mình phải đứng ra khuyên nhủ những người quân nhân đó người ta khó chịu tại vì mình là phải đứng ra để mà bảo vệ chứ không phải dùng cái đó để mà đứng ra để mà giống như lại bắt đầu quậy tung lên thị trưởng chí tạ rồi quậy luôn cả nghị viên chanel Trí mật nguyễn thì trang thấy rằng là cái việc đó là một cái việc rất là ích kỷ rất là cái tôi và rất là không có xứng đáng là một nghị viên cho cái nhỏ nhoi đấy bởi vì nó chỉ là một cái tượng không cần thiết là mình phải được mời đi ra ai làm được thì mình cho ta làm thôi đã đâu có phải là đánh đuổi giặc ngô hay là đâu phải chặt đâu phải cái gì to tát đâu phải cả đám người phải xuống ra để mà xây lên một cái tượng như thế Đúng không? Không cần thiết Là một nghị viên phải nghĩ tới cái việc lớn Cho dù mình không thích họ 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 không mời mình Cho dù họ lập ra ủy ban Mình phải giơ tay chứ Tại vì cả ngàn việc khác để làm Tại sao mà Nghị viên Kimberly Hồ Lại cứ nhất định là phải cản Mà trong cái đó Trang thương thuyết Trang có thương thuyết với cả với cả với cả luật sư quốc lân thương thuyết cả anh trí tạ để mà năn nỉ để mà nói thôi chiều cố đi cố muốn gì cố muốn họp à, Xi muốn có 10 quân nhân bên hơ bốn người bên này rồi ra thuyết trình mà mà Kimberly khôn lóc nói Kim Trang là phải cho tất cả là bao nhiêu quân nhân sáu quân nhân bên hơ rồi bốn bên kia rồi giơ tay lên ai được chứ mà chị làm như vậy không được nếu mà sáu người bên chị nó là phe bên chị rồi nhưng mà rồi trang nói bên này muốn cho sáu bảy chiều luôn muốn cho si cho bao nhiêu người cũng được trong 10 người si muốn 5 người 6 người cũng được bên này hai ba người cũng được họ cũng chiều để họp trong cái hội đồng nếu mà theo bên nào làm rồi si lại cũng lại nói mời một người khác để mà thương thuyết chính trang là bằng chứng nè chính trang là bằng chứng lại mời một người khác để mà thương thuyết để mà à, để mà để mà nói cái tượng đấy phải làm sao không rồi xong rồi đến lúc rồi xong lại si lại bỏ bơ như vậy rồi xong lại si lên vốt phiếu là nô thì ông Caleb Manro đó là ông người mễ ông mới đến có một năm thôi. Thì chắc chắn là có thể ông cũng có cái sự cảm mến theo cái cách của 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 bên bên Kimberly lại cũng vốt theo rồi anh Tài Đỗ lại cũng vốt theo là bởi vì uh, nhiều lúc anh Tài Đỗ chưa chắc đó là chưa chắc đó là thích cái cách đó của Kimberly đâu nhưng mà có cái chuyện gì chắc uh, thì cũng không có lại đi theo. Nhưng mà cái này là cái mà Kimberly gây ra là bởi vì sao? cái chuyện này nó trang thấy là nó rất là ẩu nó ẩu tả vô cùng bởi vì một cái chuyện một cái tự nó rất là nhỏ nó không có cái gì mà gọi là to tát đã sẵn hết rồi thì thôi không được rồi thôi vẫn bỏ phiếu vô thời hạn trang bỏ qua trang nghĩ dù sao đi nữa thì thôi cũng chiều cũng chẳng sao nhưng mà cái tự đó rồi sao họ đã mang lên San Diego làm việc rồi Kimberly hầu lại lập ra một thêm một cái ủy ban xây dựng cho riêng mình nữa để mà lại làm một cái tượng cũng tên như vậy và cũng dựng lên ở Westminster như vậy có phải là làm hai việc double job không có phải là kỳ cục không có phải là mua việc làm cái chuyện ruồi bua không cái chuyện người ta đã làm rồi thì không cho xong tự mình lại đứng lên thành lập một ủy ban riêng cho bản thân mình lại xây cái tượng cũng cái tên như thế vậy tái chiếm thành cổ cũng y chang như vậy rồi cũng muốn dựng ra ở Westminster y như vậy có phải làm chuyện ruồi bu không? Như vậy hiện, hiện giờ là đang đang xây hàng cái đường khác nhau không, Không, si đang thành lập rồi đã à. thành lập cho mình rồi muốn làm xây một cái tiện là cho riêng hơn là cũng y như vậy trong những cái đường đó đâu có được xây ở đây thì phải đi ra, ra là, đi là chuyên trang nói không phải là cho cho riêng cho riêng Kim cho riêng à, Kim viên không, 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 phải đó là cho riêng cho nghị viên Kim Bình thì trang cứ nói đại khái vậy đấy những, nhưng mà si là người đại diện cho một nhóm người trang không kêu nhưng mà si là người chủ đất là si phải chịu trách nhiệm tại sao đã có ủy ban xây dựng rồi tại sao phải lập thêm có phải làm đắp bộ không làm hai việc cái đó là không có thông minh rồi lại còn làm y chang lại làm cái tượng như vậy xây như vậy chăng vẫn nói là cái ruồi bụng rồi cái cái thứ hai nữa là gì cái thứ hai nữa là nghị viên Kimberly Kim, Kim lại bắt đầu lại chơi cái trò mà gọi là mua văn phòng của thị trường trí tạ đi ra chỗ khác làm trò đó để làm gì vậy cái văn phòng Mua ra cho khác cái mục đích là gì? Anh nghĩ cái mục đích là gì? Giống như là si giải thích trang thấy Kimberly giải thích cũng giải thích vớ va vớ vẩn, giải thích vòng vòng, chẳng có hiểu cái gì cả. Nhiều lúc anh tài đố chăng giải thích chăng còn có nghe vào lỗ tài chút, đúng không? Nhưng mà si chẳng biết giải thích si nói, nó cứ vòng vòng rồi, nói bằng chứng đâu rồi, tôi không nói, nó cứ mập mập mờ mờ, nó không có ra một cái hệ thống gì cả trang đã cảm thấy là xin làm trong cái là xin cái, lấy ý tưởng của một người nào đó xong xin lợi dụng cái tình hình mà gọi là thừa lúc được thả câu trang nói thẳng chị luôn đó tại vì sao là tại vì trang thấy chị làm cái cách đó kim trang không có phục mà trang cũng là người khuyên chị là không cần thiết là phải mình là một thị trưởng đã ở đó 9 năm trời rồi. Mà đã ở đó rồi, mình làm việc lớn đi. Tại vì mình làm nghị trưởng có bao nhiêu việc phải làm, nhất là trong cái mùa này là cái mùa Covid, đúng không? Cái mùa Covid, cái mùa mà gọi là rất là cần thiết về cái sự giúp đỡ của những nghị viên, của những người này người kia công văn phòng của thị trưởng đã ở đó thì để cho ở đó đi mà nói là sợ này sợ kia cái đó chỉ là một cái ngụy biện rất là rất là ngụy biện và rất là giả tạo và nhất là cái mà Kimberly Hồ ấy nói ra trang cảm thấy là kỳ này chị đã đi sai hướng rồi chị không những chị đi sai hướng chị lần còn làm gương xấu cho 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 Caleb Benro là anh chàng mẹ rồi lại còn làm gương xấu cho những người khác mà gọi là đi theo cái cách của chị nữa nên là thào rất được thả câu Tại vì trong cái gì nó cũng có cái chuyện mà gọi là Đấu qua đấu lại đúng không Nhưng, Nhưng mà, mà à, Giang có suy nghĩ là có, có phải là do Cái sự không lắng nghe của cả hai bên Xa, đúng không? Sai, sai Trang nói Trang nói, nói chuyện tại, với tại Kim vì, tại vì thật ra là Kim Hy Hồ cũng từng là trong trong nhóm trong cùng, quan điểm với ông Chí Tạ và Trang Đi Chí Nguyễn Chính xác Đúng không? Đúng Thì bây giờ từ cái việc đó, cái cái tượng đài đó mới xảy ra mâu thuẫn rồi và hai ông chú tà với ông cho Chí Nguyễn kêu gọi record bà bà bà, bà Kim -ho. Thì bà Kimberly Hồ bà cũng cũng bức xúc thì bà cũng có những cái cách của Anh bà. nói anh nói là họ anh nói là, là Chí Tạ với Chí Nguyễn kêu gọi record đâu có đúng đâu. Đúng không? Oh. Nó no, cái này là dân chúng người ta kêu gọi record hay những người khác kêu gọi record mà Trang cũng muốn record Kimberly Hồ luôn. I want to record her right now. Trang rất là muốn record Kimberly Hồ. Bởi vì Kimberly Hồ không đáng là một nghị viên Không xứng đáng là một nghị viên Từ việc cái tượng đã qua rồi Tới cái việc chửi chửi bằng cái mà gọi là dân chợ búa đó Không có cái sự bình tĩnh rồi tới mua một cái văn phòng đi ra Trang cảm thấy Kimberly Hồ không xứng đáng là một nghị viên Chỉ cần phải bước xuống và phải bình tĩnh lại Là bởi vì sao? Là bởi vì mình là công dân mà Nếu mà tại sao tại sao mà trang thấy trang nói trang biết hồi xưa chính trang 7 tháng trời trang đấu no record cho Kimberly là tại vì trang thấy si làm việc được si tốt ok thì trang giúp tại vì trang thấy cả ba người đều bị nhưng mà sau cái vụ này chỉ làm quá nhiều chuyện chẳng có bất mãn chẳng có thương thuyết chẳng có nói nhỏ nhẹ nhưng mà chỉ cứ đi theo cái chính kiến của mình kimberly hồ nói rằng là si đi theo hướng theo hướng cái tự do nhưng mà chẳng thấy chẳng có tự do gì cả bởi vì làm sao? Tại vì suy si chỉ có thả nước được thả câu. Nếu mà tự do thì làm việc khác đi. Nó làm ba cái việc mà gọi là gọi là dù bu rất là ẩu tả. Văn phòng thôi mà cũng nhất định là phải mua ao cho bằng được cái đó là giống như là trả thù cá nhân. Con nít 3 tuổi nó còn biết nữa. Một người mà có cái lòng nhỏ nhen như vậy thì làm sao mà làm việc được? Quá sức nhỏ nhen và quá sức mà gọi là lên mà gọi là trình bày để mà uh, bảo biện cho mình, không ra một cái gì hết á. Vòng vòng, thấy gian dối, nhìn thẳng không nhìn thẳng. Trang đâu có binh đâu. Trang chỉ có thấy rằng là ai làm việc thì đúng thì Trang nói, ai không làm việc đúng thì Trang nói. Trang không nói Phương Hằng đó, Nguyễn Phương Hằng đó. Là bởi vì sao? Là bởi vì Trang có cái chính kiến của Kim Trang. Trang thấy Kim ly Hồ làm cái việc hôm đó Trang cũng năn nỉ hơn là à. chị phải suy nghĩ lại nhưng mà kia Trang có nghe về việc uh, nghị viên Tài Đỗ giải thích về việc uh, có. mua cái văn phòng, phòng của Cái, cái đó là tài tài cái cái rồi. đó là cái giải thích riêng của nghị viên của nghị viên Tài Đỗ thôi tại vì nghị viên Tài Đỗ giải thích cái văn phòng mua ra là cái cách thức giải thích là giống như mà nghị viên Tài Đỗ thì trang nghĩ cũng đừng có nên bên Kimberly giống như hồi xưa là anh ăn 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 chí tạ với cả anh uh, Chí Nguyễn cũng binh thí mồ luôn. Bao nhiêu là chuyện Trang cũng binh nữa trong cái thời record cũng vậy trang cũng cover bưng rồi sau này Si lại làm ba cái chuyện ruồi bu và xin lại đập lại à bởi vì vì sao tại vì cover thôi cùng thuyền cùng thuyền và cùng nhắn hồi xưa trang làm cũng có nhiều người cũng gọi kim trang nói kimberly này kia nhưng mà trang nghĩ cái đó là chuyện nhỏ trang không có nói trang chỉ có muốn ba người không có bị record bây ba người bị record cho ba ông mẹ lên ngồi hả à? giờ chỉ có ông mẹ nó ngồi nó cười hì, hì thôi à đúng không nó vỗ tay nó cười Thế thôi còn anh tài đỗ là anh biết cách nói chuyện anh trình bày ra cái ý tưởng đi kim bơ liếm chẳng có đâu nó sẵn hồi xưa mà giống như tài đỗ nói là muốn đúng không thì giống như là làm mà để lấy tiếng rồi lấy miếng cho có thôi tại sao tài đỗ làm không được tại sao si làm được mà si làm cái mục đích của si làm lại là khác ừ. thấy không mục đích xấu là khác còn tài đỗ là cái mục đích lại là khác cái cách giải thích là chỉ có câu vờ thôi Chứ còn cái văn phòng là rõ ràng Là tự dưng Bứng ra Một cách rất là vô lý Một cách rất là vô duyên Nhỏ con Nhỏ mọn Thì Trang nghĩ nó là như thế Bởi vì mình là một nghị viên Mình là một người mà gọi là Giúp dân mang lại cho dân Mình làm những cái gì tốt đi Tại sao mình làm ba cái chuyện mà Vớ va vớ vẩn Ba cái tưởng ba cái office được cái gì Kimberly làm được cái gì nhưng những người đi theo giúp đỡ Kimberly đó những quân nhân người ta đi theo hình như cũng có một số hồi xưa là đã đảo record Kimberly rất là nhiều. Nhưng mà hiện giờ chị ca có Kimberly Hồ cũng cũng được rất là nhiều người ủng hộ mà mắt hội đoàn ủng hộ nha. Không phải Tại người ta không đó. biết thôi. Những người ủng hộ Kimberly thì cũng ủng hộ đi. chẳng đâu có nói rằng à. đâu. người ta công dân mà. Nhưng mà chăng không ủng hộ chăng nhất định là Trang không ủng hộ Kimberly bây giờ Bởi vì Trang không có muốn cho Kimberly là thừa lúc được thả câu Tự mình tự tung và tự tác Là bởi vì sao? Hồi xưa cũng vậy cũng Hồi xưa là đâu phải tự dưng người ta record Kimberly đâu ấy record tất cả ba người đâu Trang coi trong cái đài là 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 là, là, argue, Cãi lộn với tài đỗ Chỉ thẳng vào mặt tài đỗ nói I will sue you Đúng không? khóc lóc y xèo ở trên đó, tài đó lúc đấy cũng tá hỏa lên đầu tóc dựng đứng ngây thơ cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra rồi xong rồi bên trí tạ với anh bên gì cũng phải bên thôi là bởi vì nghĩ si là yếu đuối thôi đúng không? Ừ. thì bây giờ cái chuyện này cũng vậy, đụng chuyện cái hết là phó thị trưởng cái trở mặt liền à, chở mặt liền mình đã làm hai năm rồi để cho người khác làm, trang là bằng chứng đó chở mặt liền à, chở mặt một cách mà trở lại như vậy nè mà nói người ta không nghe nói người ta không mà đã vậy chị cũng là Kimberly rất là hay đi nói xấu trí tạ mình đã từng thuyền rồi mình lại hay đi nói xấu mà cho văn phòng gọi đến gọi Kim Trang mà còn nói xấu nữa mình có đáng không Trang nói với Kimberly rồi mình đã là một nghị viên mình phải ra cái cách một nghị viên mình không có lấy cái nhỏ mọn để mình trả thù cá nhân rồi mình lừa nước được thả câu thì mình lôi kéo anh tài đổ lôi kéo anh chàng mẹ anh chàng uh, Khaled Manro về về cái 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 phía của mình để làm ba cái chuyện rùi bu ba cái chuyện chẳng có giúp gì cho cộng đồng mà làm cho cộng đồng nó xào xáo tung bay cả lên chẳng có ai tin hơn cả nhưng mà tại vì si từ lúc được thả câu là si biết ở bên này đang có hiểm khích ok thì mà cái ý của anh tài đỗ hồi xưa muốn là cái ý khác thì si lợi dụng nhưng mà si nói tầm bậy tầm bạ không à mà ai cho nhưng mà nhưng mà trang thấy cho dù có ủng hộ đi ba người ủng hộ trang thấy cái việc này nó rất là ẩu tả ẩu ẩu vô cùng rất là ẩu mình đã có một thị trưởng làm ở trong đó rồi có chuyện gì thì mình cũng nói mình nói mình đấu bằng cái 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 chính trị đấu qua đấu lại rồi để cho dân quyết định đúng không để cho dân quyết định để cho dân bầu chứ không thể nào cứ chơi ba cái trò mà nhỏ mọn mà ba cái chuyện mà trắng ra cái gì vì cái văn phòng mà ngồi họp làm cho cả cái cộng đồng xào xáo lên cái đó là trang thấy rằng là unprofessional nhưng mà nếu mà trang nói là đó là những chuyện cộng con thì trong cộng đồng chỉ có mấy chuyện đó thôi đâu, chuyện đó đâu. anh nói vậy cũng là sai <laughs> anh cũng đang nói chuyện tại sao trong cộng đồng có rất là nhiều chuyện để làm giúp đỡ vô gia cư nè rồi làm rất là nhiều những cái chuyện khác nè cả ngàn chuyện để làm anh nói <laughs> là những cái chuyện còn con anh à, hoặc là những cái chuyện mà có những cái kế hoạch khác để mang cho uh, dân uh, để cho dân có cuộc sống tốt hơn ok và nước được thịnh hơn và nhất là ngăn chặn chế độ cộng sản nó đang mưu bô và nó đang tham nhũng nó đang muốn nhúng chân vào cái thành phố Westminster này Ê, sau này có những cái tượng người ta hồi xưa cách đây năm 1920 21 trang mới nghe anh Lê Sơn Trường kể chuyện là hồi đấy có Nguyễn Thu khắc cái tượng chỉ muốn làm một cái tượng lên đã mượn một cái sân ở đằng sau của cô Miley nhưng mà rồi làm sao cái 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 thị trưởng tên là phai loạn, fan nhất định không cho xây. Hi rất là đau lòng, hi khắc nửa chừng cái tượng to bỏ đấy rồi cũng không có để cái tượng lên được, rồi hi phải bỏ về Việt Nam và hi chết ở Việt Nam cái tâm huyết của một con người mà nghĩ về cái lịch sử nó rất là lớn cái lịch sử cái tượng đã có rồi móng đã có rồi nói ba cái chuyện tham nhũng chăng nói những cái chuyện là rất là vô lý không có ra một cái hệ thống gì cả có giỏi thì cứ lên cảnh sát mà nói rồi từ đó mà điều tra chứ tự mình bôi cho chát chấu vào mọt mình rồi tự tự nhưng đang ở bên này nhảy qua bên này mà chăng thấy Kimberly qua bên này cũng vì hơi là bị record thấy không ba người này bị record theo rồi đi qua bên này Tự dưng hai người kia cũng bị record theo Đáng nghe họ cũng muốn rồi co trí tả Nhưng mà nghe nói là là đắt tiền quá hay đắt phiếu quá <laughs> không, Tức là cái, là cái số đi đâu là người ta record đó à Có tốt hay không? Có tốt hay không? Tự dưng bị lây chơi Vậy anh Chí Nguyễn bên này mới có 6 tháng Bị record Xong rồi bên kia tự dưng mới còn năm Bị record là cũng phát xuất tới bởi vì Kimberly Đừng có nói là vì trí tạ nha Đừng có nói là vì vụ Vũ thanh vân Vụ ngô thanh vân nha Cái ngô văn thanh vân chẳng là cái đinh gì để mà nói Chỉ là một cái bằng rất là bình thường Thì ở bên Việt Nam người ta hay thì người ta cho thôi Trang nói ra cái điều này Trang rất là bức xúc, Tại vì Trang biết hơn mười mấy năm Tại sao Trang phải nói Hồi xưa Trang cũng nói Anh trí tạ, anh, anh tài đỗ. Trang nói anh tì tài đổ Trang nói anh tài đổ nha anh tài đổ cũng cười em sao cũng được <laughs> Kimberly này Trang trước khi Trang lên đây Trang cũng nói chị Kimberly chị Kimberly mà vẫn nhất định mà làm cái đó chờ Trang năm nỉ cả mấy ngày mấy đêm Trang thương thuyết với hơi rồi Trang cũng nhờ người này người cái thương thuyết mà si cứ nhất định si cũng cứng em không có hiểu gì đâu em không có hiểu gì đâu thì thôi em hiểu theo cách của em em nói chị phải dám chịu thôi chị là nghị viên mà đúng không Chị là nghị viên chị phải Em là một công dân thì em phải nói thôi Rồi Thì đó đây là Cái quan điểm của Hoa hậu Kim Trang Về sự việc lục xùm giữa Kim Mi Hồ Bà Kim Mi Hồ là nghị viên Và ông Chí Tạ là thị trưởng của không, phố trước đó thì trước đó nói luôn trước đó lùng xùm với cả uh, tài đỗ phát bùi và trần Ninh nguyễn tức là một người rất là gây ra nhiều drama Tra ma bây giờ đang là trung tâm ở giữa chúng ta không thể nào mà giúp sức cho những cái tra ma nó cứ đi vòng 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 như vậy và mình xuất phát từ đâu? Trang rất là muốn nghị viên tài đổ nghe Kim Trang nói về cái này. Đấy. Tại vì cuộc sống của mình mình cũng phải có cái, cái 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 trái tim và mình biết hướng mình đi như thế nào, biết đấy không? Trang đâu có có thiên vị ai đâu? Cái gì sai à? Ai nói là cái gì trang có quyền nói hoặc là không sai hay không sai? Chính kiến trang là một công dân. Hôm nay mình ngồi đây mình tự do, mình không nói đợi khi nào mình nói. Thì cái đây đây là cái chính kiến của họ, họ Kim Trang. Còn là nếu mà nói về đúng cái sai cái nào cái nào nó cũng không có có trăm phần trăm đúng mà không trăm phần trăm sai được. Mà Bây cái giờ với trang, á, trang, á, trang thì trăm phần trăm đúng. Tại vì trang ừ. nghĩ là như thế thì trang ừ. nói thôi. Còn với các người mà đang nghe mà đang về hướng. Uh, của kimberly bị chửi cho mày chết đi cho mày chết đi cái đó thì cái đó là của họ thôi nhưng mà trang nói là việt nam mình phải có cái sự khéo léo đấu đá nhau mà cứ mang cái tiện ngưng rồi mang mang cái uh, cái office để mà mua thì trang thấy cái đó là rất là cái chuyện ruồi bu làm nó phải có lý của nó lý lẽ của nó thì người ta nghe người ta không có ngứa cái lỗ tai còn Kimberly chẳng thấy quá sức quá sức là tệ tệ liên tù tì gọi là liên khúc tệ và liên khúc ẩu Trang không thể nào mà Trang ngưng nữa bởi vì Trang nhất định Trang phải nói. Và Trang sẽ vẫn còn nói cho đến khi nào mà Kimberly ngưng những cái trò rùi bu đó hoặc là phải bước xuống là nghị viên thì thôi. Nếu mà vẫn còn là nghị viên, Trang vẫn phải nói cho tới khi nào ngừng thôi. Mình là công dân mà, mình không nói đến khi nào mình nói đấy. Tổng thống còn bị nói nữa. Chị là nghị viên, chị là gì mà không bị nói. Bạn mà, thì bạn chứ. Nhưng mà Trang nói à, bước xuống là nghị viên mà lãng vãi năm sau là lên làm thị trưởng hay sao? <laughs> thì cái đó là dân thôi. Mình à. trách nhiệm của mình là mình nói. Dân nghe, dân theo thì không theo. Ừ. Còn mình không nói, dân không biết, dân bầu thì cái đó là lỗi của mình. Ừ. Dân không biết, dân bầu lỗi của mình. Cái cách này nói tới thị trưởng Trang nghĩ rằng là Kimberly cũng có cái tấn háo thắng ở trong đó Nhưng mà cái háo thắng của si là dùng cái nước đục thả câu Nhưng mà làm sao mà có cửa Làm sao mà có cửa Để mà bước vào cái thị trường Cái đó gọi là cái mơ mộng hão huyền thôi Còn cái vấn đề mà dân có bầu đi chăng nữa Thì cái đó là dân thất mình cũng chẳng làm gì được ừ, cả Nhưng mà cái nhiệm rồi. vụ của mình là phải nói Ăn ừ. mà không nói Thì người ta làm thị trường thì ăn đừng có khóc ừ. đúng Nhất là. là, nhất là yêu. Ok, nhất là Việt việt thấy cái gì mà thật sự là rùi bu thì việt nó là rùi bu không, bao làm... nhiêu là người ta ồn mình, ồn làm, đó. mình làm mình làm truyền thông thì mình cho cơ hội cho mỗi người có một tiếng nói thôi cho mình việt đúng không cho tiếng nói nhưng mà việt cũng phải có cái chính kiến của mình Người nào mà Việt thấy sai là Việt nói sai Người nào Việt nói đúng là đúng Chứ mình không có chung dung ở giữa được Mà mình không có cần phải stick với subject Có người nói rằng là mình phải stick với người này khen Lại khen tới, 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 tới tóc Người này là, người này là là, là mình chửi là phải chửi chửi tới tóc nhưng mà trang chỉ có xét ra trong giai đoạn này và trang sẽ vẫn còn nói nữa trang gặp youtuber nào là trang lên nói tới đó à mình là gì mình là công dân đúng không mình phải có tiếng nói mình có tiếng nói thì sau này có cái gì xảy ra rồi thì mình cảm thấy là mình đã làm tròn trách nhiệm rồi chắc chắn là trang đứng lên đây nói sẽ có người buồn sẽ có người giận hoặc có người nói là mắng kim trang chẳng hạn nhưng mà trang chấp nhận cái điều đó tại sao trang là một công nhân mà trang chịu chấp nhận như vậy tại sao si là một nghị viên si không bị như thế phải bị trí tạ thị trường trí tạ hay là charlie trí mạnh nguyễn hay là anh nghị viên tại đó hay là à, bất cứ ai ở bên nước ngoài mà Trang thấy có cái điều sai, Trang có quyền Trang nói chứ. Nhưng mà cái vấn đề này Trang thấy Việt Nam mình đang xào xáo, đúng không? Việt Nam ừ. mình đang xào xáo. Chỉ có người ngoại quốc, thằng mẹ nó ngồi nó cười rung râu, đúng không? Anh chàng mẹ ngồi rung râu, nghị viên nó ngồi rung râu là bởi sao? Cha cha bốn chúng mày Việt Nam cãi nhau, quánh đó nhau, tao khoái à. quá sẽ ấp <laughs> cha cha chúng mày cãi nhau quấn nhau tao phá khoái quá đúng không là bởi vì sao khi đã có plan A plan B và plan C rồi em mày mày em mày mày nghị viên Kimberly hồ nó đang quậy mày chờ đấy nha giáo sửa tới mày đúng không đừng có nói là không có cái chuyện đó thành ra cái này trang thấy là nghị viên Kimberly hồ Hall... Bé stop ngay những cái chuyện drama Những cái chuyện mà gọi là làm việc Mà Kim Trang nói nói là làm việc Không có ra một cái gì rất là ẩu tả Rất là ruồi bu Không có tôn trọng người Không có tôn trọng bất cứ một ai nào cả Chỉ có thấy cái nào ngon Cái nào lợi cho mình là nhào tới Xong lại bắt đầu lại 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 Như vậy Trang đã nói với chị rồi Trang đã khuyên chị rồi Nhiều lần rồi Em sẽ nói em sẽ lên đây em sẽ nói về chị Thì chị đừng có trách em nhưng mà chị cũng chẳng có mai là bởi vì sao chị làm theo cái cách của chị thì thôi em cũng làm theo cái cách của em thôi đừng có nói rằng là người ta bắt nạt nhá đừng có nói người ta kỳ thị những người đấy chẳng gọi người ta phải thương thuyết đấy à. thương thuyết cả mấy ngày mấy đêm tóc tai ai cũng giật đứng cái mệt trang cũng thương thuyết nữa đấy chỉ vì ngưng đó cái này là hôm nay là trang vô tình anh ngồi trang nói mạng yếu anh bảo trang quay phim này sẵn chúng mình đang gì đang thảo luận với nhau tại vì anh làm youtube anh bảo thôi đi lên youtube luôn nhưng mà lên thì lên trang là vậy á có thì cứ việc lên mà anh vịt nãy giờ khô lắm đến trang là hôm nay là chuyện tình hình Cuba ở Việt Nam mà có Nguyễn Phương Hằng ở à. từ bên bên này có Kimberly anh cười tê tét rồi à. là hai 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 gọi là hay nữ à. <laughs> hai nữ tướng à hai nữ tướng không thể nào mà gọi hai nữ tướng được gọi là hai nữ hai hai nữ quậy <laughs> <laughs> rồi OK vậy là cái chủ đề về bà Kim My với ông Thị Trị Tạ thì cũng kết thúc buổi talk show ngày hôm nay nha ừ. rồi hẹn gặp lại mọi người vào chương trình lần sau rồi, à, chắc chắn là có nhiều đề tài, đề tài chúng mình phải thảo rồi. luận bye bye, bye chào cả nhà nha Mua.